chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Khám Phá Trường Học. Và tôi đang rất hào hứng để được trải nghiệm một mùa hè không nghỉ và tràn đầy năng lượng tại Royal School. Mọi người biết không, tôi đang vận động xương xương buổi sáng với màn leo núi. Một trò chơi vận động mà bất cứ ai khi đến với Royal School cũng đều muốn thử. Thì chuyến xe Khám Phá Trường Học đến với Dojo School cũng rất vô tình gặp chị Ngọc Lan ở đây. Và chị Ngọc Lan hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả của Khám Phá Trường Học ạ. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Khám Phá Trường Học, một cái chương trình mà Lan cảm thấy rất là bổ ích, rất là thú vị cho quý vị, các bậc phụ huynh. Chị Ngọc Lan thân mến, là một nghệ sĩ á, thì lịch trình của mình cũng rất là dày đặc. Vậy thì chị có thường xuyên dành thời gian để mà tham gia các hoạt động ở trường cùng với con mình không ạ? Đúng là lịch của Lan thì cũng khá là dày đặc, nhưng mà khoảng từ 1 cho đến 2 năm nay thì Lan hầu như là Lan dành thời gian cho Louis nhiều hơn. Nên các hoạt động ở trường á, thí dụ bữa nào mà xui lắm thì bị trùng lịch thì thôi Lan không có tham gia được. Nhưng mà cũng may mắn là các cô ở trường á, thì luôn gần gũi với các con và luôn coi như là giám sát các con triệt để luôn. Cho nên các hoạt động của con ở trường thì luôn có các cô hỗ trợ. Nên là các con không có ba mẹ thì các con cũng vẫn cảm thấy đầy ấm áp và không có cảm thấy bị lạc lõng. Khi mà Lan vào trong trường để mà Lan tham quan trường, để mà mình có cái sự lựa chọn chọn trường cho con á, thì rõ ràng khi mà Lan vào đây thì cái đầu tiên mà Lan thấy đó là ở đây có một cái môi trường nó rất là tốt, nó rộng á, nó rất là nhiều cái khu để mà các con có thể hoạt động và sinh hoạt. Thêm một cái nữa, khi mà mình vào đây thì mình thấy các bạn lớp lớn á, đi gặp người lớn là đều cúi đầu chào. Thì mình thấy đó là một cái ngôi trường mà mình nghĩ là nó sẽ dạy cho con mình thật là tốt trong cái việc mà làm người cái đã. Rồi bên cạnh đó thì mình tham quan các hoạt động ở trong trường thì mình thấy là dường như là con ở đây thì con sẽ có thể phát triển được toàn diện về tất cả những cái đầu tiên là những cái sở trường của con, sau đó là những cái mà con còn yếu thì con sẽ khắc phục được. Quý vị thấy không, là một phụ huynh thì chị Ngọc Lan là một người biết rõ nhất về những cái ưu điểm và những cái thế mạnh mà khi mà học sinh được học tại Royal School. Và xin cảm ơn chị Ngọc Lan với những chia sẻ vừa rồi ạ. Cảm ơn em, cảm ơn chương trình. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại một hội trường rất là đẹp của Royal School với sức chứa là lên tới hơn 300 người. Và đèn đóm ở đây và các thiết bị thì rất là hiện đại. Và tôi được biết thì ở đây đang diễn ra một lớp kỹ năng về MC. Và người đứng lớp không ai khác chính là một người chị rất thân thường của tôi, đó chính là MC Liên Thảo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ngồi học lỏm và một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ trò chuyện với chị Liên Thảo nhé. Hôm nay chúng ta có thể tự do biểu diễn nữa. Con muốn suy nghĩ các bạn như nào? Ngày hôm nay các bạn ra sao thì chúng ta có thể đừng bó một cái gì cả các bạn. Này thì bên cạnh Hoàng Nguyên là một người chị rất thân thương, MC Liên Thảo. Em chào chị. Xin chào Nguyên và xin lời chào chương trình Khám Phá Trường Học. Chị Thảo thân mến, lúc nãy em đứng ở đây thì em thấy chị dạy các bạn rất là nhiều kỹ năng hay ho về MC á, thì em có thể hỏi chị một câu là không biết cái yếu tố nào là cần thiết để một bạn nhỏ yêu thích có thể trở thành một MC chuyên nghiệp trong tương lai ạ? Mình nghĩ chắc chắn yếu tố đầu tiên để các bạn có thể trở thành một người MC chuyên nghiệp trong tương lai đó chính là các bạn có một cái kiến thức sâu rộng này. Thứ hai là các bạn có khả năng tự tin thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình, ý kiến của mình, cũng như là việc các bạn không chỉ là giỏi về tiếng Việt mà các bạn còn giỏi về tiếng Anh sẽ bổ trợ rất là nhiều để các bạn trở thành một người MC song ngữ chuyên nghiệp trong tương lai. Đúng, em biết này, có một bộ môn mà bên cạnh người MC mà cầm mic nhiều ra thì có một bộ môn học nào mà các bạn cầm mic và đứng trước đám đông nói rất là nhiều hoặc là hát rất là nhiều? Cầm mic thì em nghĩ là ca sĩ rồi đúng không chị?
Chính xác, và đó chính là cái bộ môn tiếp theo mà Thảo muốn dắt Nguyên tới để tham quan và khám phá. Đi thôi. Của chương trình khám phá trường học, bây giờ thì Liên Thảo đang có mặt tại lớp học thanh nhạc của anh Sĩ Luân, và tôi xin phép được chiếm sóng của MC Hoàng Nguyên và làm MC. Xin chào anh, đầu tiên thì cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm xúc của anh và ấn tượng của anh như thế nào khi mà đứng lớp và dạy các bé của trường Royal School? Thật sự rất là bất ngờ bởi vì khả năng về âm nhạc của các cháu. Các bạn rất là nhảy bén trong cái việc hát, nhảy múa, và đặc biệt là các bạn chơi nhạc cụ cũng rất là tốt. Xin luôn cảm thấy là đây là một cái môi trường lý tưởng để phát triển những tài năng âm nhạc. Wow. Bởi vì các bạn từ nhỏ phát triển năng khiếu thì khi mà lớn lên thì cái năng khiếu đấy thành cái nghề nghiệp. Và xin luôn thấy đâu đó là sẽ có những ngôi sao ca nhạc từ Royal của chúng ta. Và các bạn không những là hát tiếng Anh hay, hát tiếng Việt cũng hay. Và xin luôn hạnh phúc bởi vì các bạn hòa nhịp trong âm nhạc. Các con trước khi đến lớp đã thuộc bài rồi và hát bằng cả trái tim. Và khi mà xin luôn dạy cho các bạn mỗi buổi đến lớp thì mình cảm thấy hạnh phúc rất lớn, cực kỳ. Và siêu luôn nghĩ là trong tương lai sẽ còn rất nhiều các lớp học như thế này nữa, và chắc chắn sẽ tìm ra những ngôi sao ca nhạc trong tương lai. Và bây giờ thì có lẽ là Sĩ Luân phải mời Liên Thảo đến một chỗ này, vì bản thân Sĩ Luân rất ấn tượng không gian Royal School chúng ta là những mảng xanh rất đẹp, nhiều cây xanh và các bạn chăm sóc rất kỹ. Và bây giờ thì có lẽ Sĩ Luân mời tất cả quý vị và các bạn, Liên Thảo nữa, chúng ta đến lớp ươm mầm sẽ các bạn chăm sóc cây xanh thế nào nhé. Nhưng mà khoan, trước khi đi thì cho phép em xin trả sóng lại cho MC Hoàng Nguyên. Tôi đã đột nhập đến khu vực ban Sĩ Luân vừa mới nhắc tới. Theo tôi thấy thì đây là một hoạt động rất là gần gũi với thiên nhiên. Tại đây thì các em nhỏ được hướng dẫn cách ươm mầm từ các giảng viên nước ngoài. Và theo tôi thấy thì đây là một hoạt động giúp các em có thể ứng dụng được kiến thức sinh học vào thực tế một cách sinh động và trực quan nhất. One each one, look at our plants here. Okay, so look at the leaves. So they look very healthy because we planted them. Yes. Okay, can we have them for food? Ở đây thì bên cạnh những hoạt động tại trường thì các bé còn được hòa mình vào thiên nhiên thông qua những chuyến dã ngoại do nhà trường tổ chức. Còn bây giờ để biết rõ hơn về những hoạt động học tập thì mời quý vị sẽ cùng đến với lớp ESL của thầy Charlie. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brain. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart. Khám phá lớp ESL của thầy Charlie. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thầy nhé. Hello Charlie, nice to meet you. Hello Anh, nice to meet you too. From my point of view, I see that Royal School students are very confident in English. Their accent is like a native speaker. Can I ask what the main key for that achievement? What do they learn every day? Yes, thank you. And I think the main element to achieve that fluency is to start at a very early age. The earlier the better. So they get 20 periods a week with a foreign teacher, and they focus on the four main skills, which are listening and speaking, and reading and writing. And we do this through practical knowledge, practical exercises. So I think that's the best way for them to achieve that fluency. Yes, thank you, Marcel. You're welcome. Và sáng giờ thú thật với mọi người là mình đã tham gia quá nhiều hoạt động tại Royal School, do đó là cái bụng của mình nó cũng hơi đói rồi. Và điểm đến tiếp theo của chúng ta sẽ là nhà ăn. Và như mọi người cũng biết thì đây sẽ là nơi mà các bạn học sinh có thể nạp đầy đủ dưỡng chất cũng như là dinh dưỡng để có thể hoạt động cho một ngày dài. Và chính vì vậy khi mà phụ huynh có con em học tập tại đây sẽ rất yên tâm về vấn đề dinh dưỡng của con em.
Và sau một ngày khám phá tại Royal School thì điểm mà Hoàng Nguyên ấn tượng nhất tại đây đó chính là các bạn học sinh rất năng động và khả năng tiếng Anh thì cực kỳ tốt. Các bạn giao tiếp với nhau có thể nói là như người bản xứ. Và nếu mà phải chọn ra một điều mà Hoàng Nguyên thích nhất tại Royal School thì đó chính là nhà trường không chỉ chú tâm vào kiến thức học thuật mà còn chú tâm phát triển những khả năng về nghệ thuật cũng như là các khả năng khác về thể thao cho các bạn. Và như thường lệ thì mọi thông tin về trường quý vị phụ huynh có thể truy cập vào đường link bên dưới. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại tại Royal School ở một ngày gần nhất.